Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022, Thanh Việt xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị cũng như là một ngày đầu tuần thật là thành công mỹ mãn trong công việc. Hôm nay, Thanh Việt Phóng Sự đã bước sang tập thứ 100. Chủ đề ngày hôm nay là hiệu ứng domino khi có chủ mới, kẻ ở người đi không còn quá xa. Chắc chắn sau chương trình ngày hôm nay, thì Thanh Việt mong muốn tất cả quý vị sẽ có câu trả lời hiệu ứng domino đó là gì? Ai có chủ mới và chủ mới là ai? Kẻ ở, người đi là những người nào? Kính mong quý vị cùng lắng nghe chương trình để có câu trả lời chính xác nhất. Trước khi bắt đầu chương trình, thì như thường lệ thanh việt xin được uh, kính tặng quý vị một bài thơ của một tác giả cũng khá quen thuộc với chương trình đó là anh thăng long jsc từ hà nội bài thơ hôm nay có tự đề là kẻ điên tình kính thưa quý vị cùng lắng nghe vàng đeo lũng lẳng đầy người váy quần thôi thết kệ người cứ đi hở đùi, hở vế, hở ti. Tiền đâu, sao chẳng thấy gì che thân. Hả hay cho kiếp phong trần, bốn chồng chưa đủ, còn nần anh yên. Yên rằng lại chị em kiên, làm thầy nên phải kỵ kiên món này. Chị hai thờ thẫn đêm ngày, thắp hương tao khấn thì mày lên ngay hương tàn vẫn chẳng thấy yên chị hai cuồn cụ phát điên phát rồ lên cơn gào thét bô bô chửi loạn xã hội chửi vô con chồng càng ngày càng dở thói ngông pháp luật cũng phớt tao không sợ gì cư sừng làm nghe xỉu nhi khét cuộc thảm đỏ hai đi lên liền nhúng nhảy, múa hát, liên thiên, đúng là mắc bệnh, kẻ điên vì tình. Ai ơi cứu độ chúng sinh, cho đi bệnh viện thần kinh chữa liền. Trả về hai chữ bình yên, cho dân trên khắp mọi miền được vui. Hà Nội Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Thanh Việt xin được gửi lời cảm ơn đến anh Thăng Long JSC với bài thơ Kẻ điên tình kính thưa quý vị thì đầu chương trình thanh việt có nói về cái câu à, hiệu ứng domino khi có đổi chủ mới vậy cái hiệu ứng domino đó là gì và người chủ đó là chủ của ai chủ của cái việc gì của nhà máy hay là của một cơ quan xin mời quý vị À, hãy cùng lắng nghe cái tin vui nhất trong chương trình ngày hôm nay kỷ niệm đúng một trăm à, cái số một trăm của thanh việt phóng sự đó là công an tỉnh bình dương vừa có thư triệu tập những cá nhân đã làm đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng từ năm hai nghìn hai mươi một về những hành vi vi phạm pháp luật của bà trên mạng xã hội những người đó thì quý vị chắc cũng không còn lạ. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập tờ Pháp Luật. Nhà báo luật sư bà Đặng Thị Hằng Ni. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và dĩ nhiên là phải có bà Nguyễn Phương Hằng. Và có thể là những biên, những bên liên quan đến cái đơn, những cái đơn tố cáo à, từ một số các anh chị em nghệ sĩ tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được lần lượt nhận thơ mời À, đến công an tỉnh Bình Dương. Quý vị đã biết rồi, phần lớn những cái lá đơn này, một là à, các vị ở bên trên đã nộp thẳng cho bên công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương, hay là những lá đơn này đã được chuyển từ công an thành phố Hồ Chí Minh sang cho công an điều tra tỉnh Bình Dương. Cái hiệu ứng domino ở đây là kính thưa quý vị hai chuyện chuyện thứ nhất là chuyện bà nguyễn phương hằng à, về ca sĩ nghệ sĩ hoài linh cũng như là à, ông võ hoàng yên cả hai vấn đề này đều liên quan đến vấn đề là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy nhiên bên công an đã thông báo rằng không có đủ bằng chứ để khởi tố hình sự cho nghệ sĩ Hoài Linh cũng như là ông Võ Hoàng Yên. Cái hiệu ứng domino từ những cái chuyện này đã dẫn đến bên công an tỉnh Bình Dương có những buổi triệu tập lần lượt những người ở bên trên để tiếp tục bây giờ cái mũi dùi nó quay về hướng của bà Nguyễn Phương Hằng. Kính thưa quý vị. Đổi chủ chủ mới là ai thưa quý vị đội chủ đây không phải là của bên đại nam câu chuyện đó là chắc chắn nó chẳng dính dáng gì đến khu đại nam và cũng chẳng dính dáng gì đến khu du lịch đại nam cả lý do đơn giản là cái khu du lịch đại nam đó quý vị mặc dù nó mang tiếng là đã được ông dũng rót tiền vào cả ngàn tỷ xây dựng rất là công phu. Công phu đến nỗi mà người ta chỉ đi có một lần và sẽ không bao giờ muốn trở lại lần thứ hai. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là cái con gà đó nó không thể để trứng vàng nha quý vị. Ông Dũng cũng đã xây dựng những cái trường đua, à, đua xe, đua ngựa, đua chó vân vân và vân vân. Những cái trường đua đó là được dựa theo cái cách làm ăn ở bên Singapore. Có lẽ là cái ý tưởng này đã được bà Nguyễn Phương Hằng sau những lần đi đánh bạc và trở về khuyến dụ ông Dũng nên xây dựng những cái trường đua này. Cái trường đua này đó quý vị, thật sự nó sẽ làm ra được tiền nếu mà ở đất nước chúng ta đã cho phép cái việc cá độ. Trường đua thì cá độ đua ngựa, đua chó thì nó mới kiếm được tiền. Còn nếu mà xây dựng một cách vĩ đại như vậy, bự, rất là kiên cố, hiện đại hơn trường đua Phú Thọ ở bên quận 11. Cái cách duy nhất mà để kiếm lại tiền, gỡ lại vốn là chỉ có cá độ, chứ không thể nào bán vé được. Nhưng quý vị, cái tài sản chính vì thế mà nếu mà có bị bán đấu giá, bị siết nợ bán đấu giá, thì chẳng có ai muốn mua cái khu du lịch Đại Nam đó về làm gì. Phải không quý vị? Cái tài sản duy nhất mà bên Đại Nam có hiện nay, đó là quyền sử dụng đất, nhân quý vị, quyền sử dụng đất của khu công nghiệp sống thần 2 và sống thần 3. Ở đây một lần nữa Thanh Việt xin được nhấn mạnh, không có phải là sống thần 1, vì sống thần 1, đó là khu đất của bên thành lễ Theo Theo là SIM, nhân quý vị. Và cái tài sản của họ là cái quyền sử dụng đất chứ không phải là quyền làm chủ đất, nhân quý vị. Cái khu vực khác mà cũng có một cái giá trị nữa Đó là khu đô thị nhà ở Ở Thủ Dầu Một Và khu nhà ở ở Bình Phước Tuy nhiên Ở Bình Phước thì uh, Thanh Việt cũng đã có những cái bài Nói về khu vực này Đó là cái khu vực mà lợi dụng Cái danh nghĩa, cái danh tiếng của ông Võ Hoàng Yên Để bán Một cái tin khá thú vị Là hình như bà Nguyễn Phương Hằng đang muốn định và ông Hùng Nguyễn Dũng đang muốn định bán tiếp một số cái mảnh nữa ở khu vực Bình Phước này. Bên khu đô thị Đại Nam ở Thủ Dầu Một đó quý vị thì thật ra đây là một khu cũng rất là khá lớn 106 hectare đất. Đây là khu đất mà ông Dũng đã toan tính là hiến tặng cho nhà nước nhưng mà không ai nhận hết trong cái vụ mà góp tiền vào cho cái quỹ Covid. Cái khu đô thị Đại Nam này đó quý vị thì nó dính dáng đến một số cái giấy tờ vì một phần diện tích trong cái khu đô thị Đại Nam này nó được cắt ra từ khu sống thần ba. Được phê duyệt rồi. Tuy nhiên nó gặp hai vấn đề. Thứ nhất là năm 2021 nếu không có dịch thì nhà nước đã kiểm tra lại xem thử cái việc giảm diện tích cắt đất ra là có hợp lý hay không. Nhưng quý vị, ông Dũng đã cũng đã không chờ được và cũng đã làm những cái hạ tầng À, cho cái khu nhà ở này Sự hoàn tất khu nhà ở này Được bao nhiêu Thì Thanh Việt chưa được nắm rõ Tuy nhiên ông Dũng xin Là phải đến cuối năm 2022 Thì mới hoàn tất Vì vậy cái khu nhà ở này Mặc dù đã được bán Nhưng quý vị đã được bán số đất rồi à, Nhưng mà Giấy tờ thì nó vẫn còn Tương đối là à, rắc rối Vậy thì đổi chủ ở đây là cái gì? Đổi chủ ở đây nó không liên quan đến Đại Nam một chút nào. Đổi chủ ở đây nó lại liên quan đến cái việc mà thay đổi nhân sự, bổ sung nhân sự cho Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Và vì cái sự thay đổi của cái Viện Kiểm soát Nhân dân này, tỉnh Bình Dương nó đã ảnh hưởng, uh, ảnh hưởng đây là ảnh hưởng tốt trong vệ nưỡng sau đến cái tiến trình của những lá đơn tố giác. Uh, của Đức Hiển, Hàng Ni, Đàm Mẫn Hưng, à, cũng như là một số anh chị em nghệ sĩ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng quý vị, nó đã tiến triển nhanh hơn và như quý vị thấy ở bên trên thì à, tất cả những quý vị ở bên à, à, nộp đơn đã được mời đến Công an tỉnh Bình Dương lần lượt để gặp. Đó là một cái tín hiệu mừng, mừng ở cái chỗ là đơn đã được giải quyết cho cái bước kế tiếp và có thể là sau khi những cái vụ à, kiện tụng từ ở bên bà nguyễn phương hằng nhắm vào ông võ hoàng yên cũng như là hoài linh à, thì à, cái à, hiệu ứng của domino nó đã bắt đầu xảy ra nhưng quý vị bây giờ cái mũi tên nó đang quay ngược lại về hướng của bà nguyễn phương hằng thanh việt xin được nói rõ hơn về cái sự mà bổ sung nhân sự mới đổi chủ của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thì hôm 14 tháng 1 vừa qua, trên cái cổng thông tin báo điện tử Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao Trung ương đã có đăng một cái tin khá là hấp dẫn. Nhưng quý vị, đó là việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương một số báo cũng đã đăng cái tin này tuy không nhiều nhưng quý vị không có nhiều báo tuổi trẻ báo pháp luật và việt nam nét báo pháp luật thì phó tổng biên tập là nguyễn đức hiển báo tuổi trẻ thì quý vị đã biết rồi được đưa vào danh sách đen bởi bà nguyễn phương hằng là báo bẩn việt nam nét cũng được vào danh sách là báo bẩn báo bẩn ở đây theo bà nguyễn phương hằng định nghĩa là không có binh vực bà nên là được liệt kê ngay vào báo bẩn thật ra cái tin mà bổ nhiệm viện kiểm sát viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đó quý vị đó là một cái tin địa phương nên là à, chỉ có ba tờ báo đăng lên à, trang mạng còn phần lớn là những cái tờ báo à, địa phương của tỉnh Bình Dương chúng ta sẽ hiểu được thế thì cái sự thay đổi của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương nó có một cái hiệu hiệu ứng như thế nào cái vai trò của viện kiểm sát là gì à, ông lê đức xuân là ai nhưng quý vị ông lê đức xuân là ai là cái người mà được bổ nhiệm nhưng quý vị là người được bổ nhiệm thì chúng ta hãy xem cái lịch sử của ông à, và ảnh hưởng của cái việc thay đổi nhân sự bổ sung nhân sự như thế này đến cái trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng là như thế nào thì đây là cái chương trình sẽ giải thích những cái vấn đề à, liên quan diễn biến tại Bình Dương thì à, như thanh Việt vừa mới trình bày chính xác ra là ngày 14 tháng 1 vừa qua ông Lê Minh Chí, viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao à, tức là cái tòa án tối cao nhất tới quý vị tại Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Đức Xuân làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Cái Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đó quý vị nó theo tiếng Mỹ để cho các quý vị sống ở nước ngoài nó gọi là Supreme Court đó quý vị, tòa án tối cao hết. Ông Xuân sẽ đảm nhiệm cái vị trí mà viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương trong 5 năm kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022. 5 năm, năm này nếu mà À, bà Hằng có một cái vấn đề gì Với bên pháp luật Thì cũng phải coi chừng Vì cái nhiệm kỳ khá là dài, 5 năm Ông Xuân à, được à, Làm viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương Là vì trong một thời gian cũng khá là dài Bên Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương Không có người viện trưởng Chỉ có viện phó Là do ông Nguyễn Phước Trung à, Đảm nhận ông ông Xuân, ông Lê Đức Xuân này, người mà được vừa bổ nhiệm vào cái chức vụ viện trưởng đó quý vị, được đưa về Bình Dương. Có thể nói rằng Bình Dương hiện nay đang có nhiều vụ án khá là quan trọng liên quan đến cán bộ. Ít nhất là hai vụ đầu tiên mà Thanh Việt được liệt kê ở đây. Vụ thứ nhất là cựu bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh kêu an vì bị khởi tố sau khi mua đất từng được người dân thế chấp ngân hàng. Nó đây nó gọi là một cái sự gọi là liên kết giữa ngân hàng mốc hoạt với uh, uh, cựu bí thư uh, của cái thị xã Bến Cát nha quý vị. Cái vụ thứ hai cũng khá là lớn, lớn hơn rất là nhiều, liên quan đến công ty 3 tháng 2. Và một cái người cũng khá là quen với công ty Đại Nam, đó là ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh Bình Dương. Cùng 20 người khác đã bị truy tố liên quan đến cái vấn đề sai phạm xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Nó liên quan phần lớn về vấn đề đất đai, khu đất vàng đó quý vị. Mà hình như tổng số tiền là 830 tỷ đồng. À, gây thất thoát cho nhà nước. Và dĩ nhiên cái vụ thứ ba là chúng ta thấy nó không à, có một cái tính chất mà nó liên quan thưa lỗi quý vị, nó liên quan đến cả vấn đề về xã hội cũng như là về cơ quan nhà nước. Vì đó là những cái lá đơn tố giác hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái vấn đề là vu khống nhục mẹ cơ quan nhà nước cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, đoàn thể và các cá nhân ở bên trên. Thì đây là ba cái vụ án mà khi ông Xuân nhậm chức vào ngày 15 tháng 1 vừa qua, ông sẽ phải đối mặt với những vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem À, cái được gọi là ông viện trưởng ông có đủ cái uh, tài và đức cũng như là cái uh, kiến thức kinh nghiệm để đối đầu với những vấn đề này hay không thì chúng ta hãy cùng xem ông là tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm một trong những người viện trưởng có bằng tiến sĩ đầu tiên nhưng quý vị năm 1996 đến năm 2008 thì ông đã có 8 năm làm phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa và 2 năm làm trưởng phòng 1A chuyên về an ninh kinh tế và chức vụ. Chức vụ. Năm 2011 thì ông đảm nhiệm 5 năm làm phó hiệu trưởng trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015 Ông có 3 năm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước. Trong cái giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, Bình Phước không có gì đặc biệt ngoại trừ một cái à, à, vụ án khá lớn tại Việt Nam vào thời điểm đó. Chắc quý vị vẫn còn nhớ ông Nguyễn Hải Dương trong cái vụ thảm sát gia đình 6 người ở huyện Trơn Thành. Thì lúc đó ông... Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân đó quý vị, ông Lê Đức Xuân là kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hải Dương. Năm 2017 à, thì ông được điều về lại Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với các chức vụ như là vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra an ninh, kiểm sát viên, vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng có thể nói rằng cái kinh nghiệm của ông lê đức xuân khá là khá là nhiều cũng đã từng giữ 3 năm trời là viện kiểm sát nhân dân à, viện trưởng tại à, bình phước rồi đã làm tại tòa án nhân dân tối cao supreme court nhưng quý vị có bằng tiến sĩ chuyên về tội phạm học và điều tra tội phạm vì thế với những kinh nghiệm như vậy ông đã được điều về tỉnh bình dương nơi đang có những cái vụ án ngoài hà nội ra thì đây là một nơi có những vụ án liên quan đến đất đai các viên chức và gần đây nhất là những cái vụ những cái đơn tố cáo rầm rộ trên mạng xã hội của trường hợp bà nguyễn phương hằng và vì thế ông được điều động về làm viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tỉnh bình dương đó là một cái tin khá là hay khá là tốt để cho những cái lá đơn Tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu đi vào cái nguồn máy để được cơ quan pháp luật à, xem xét và giải quyết. Thì khi mà nhậm chức vào ngày 14 và ngày 15 tháng 1 đó quý vị, thì ông Lê Đức Xuân, à, cái hình trên màn hình của quý vị, thì ông à, nói rằng đây là một cái vinh dự lớn và cũng như là một cái thách thức trên cương vị mới ông hứa rằng tôi sẽ quyết tâm cùng tập thể ban lãnh đạo thực hiện các cái uh, chức trách của ngành theo đúng hiến pháp pháp luật tập trung đấu tranh với các vụ tham nhũng và nhất là vi phạm pháp luật không biết là cái lời tuyên bố này của ông Lê Đức Xuân có làm cho bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng lò vôi run rẩy hay không thì chúng ta hãy chờ xem cái kết quả tuy nhiên cái niềm vui ở đây là ít nhất những cái lá đơn của những người đi tố cáo bà nguyễn phương hằng đã bắt đầu à, đi vào à, cái bàn điều tra nhưng quý vị ông lê văn lợi à, bí thư tỉnh ủy tỉnh bình dương có một lời nói cũng khá là thú vị ở đây ông đề nghị à, ông lê đức xuân à, tân viện trưởng hãy tham mưu cho thường trực tỉnh ủy về các vấn đề liên quan đến địa bàn tỉnh và dĩ nhiên trong đó là những vấn đề về À, đất đai à, vấn đề về mà nổi cộm lên trong nền văn hóa đó là bà Nguyễn Phương Hằng và ông ông lợi bí thư tỉnh ủy tin tưởng rằng cái vị tân trưởng, à, tân viện trưởng này sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cái điểm đặc biệt của ông Lê Đức Xuân là ông có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái ngành tố tụng và điều tra ông là vụ trưởng vụ thực hành cái quyền công tố kiểm soát điều tra án tham nhũng ở vụ 5. Ông cũng là vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra an ninh thuộc vụ 1 và cũng là vụ trưởng vụ kiểm soát giải quyết các vấn đề hành chính, các vụ kinh doanh, thương mại và lao động. Đây là vụ số 10. Với những kinh nghiệm như vậy, chúng ta có quyền hy vọng rằng sẽ có những cái phiên tòa hoặc là những cái bước thúc đẩy cho cái việc điều tra xem xét những cái đơn tố cáo của rất là nhiều cá nhân gửi về cho công an tỉnh Bình Dương hay là được chuyển từ công an thành phố Hồ Chí Minh sang cho tỉnh Bình Dương và sẽ có những cái kết quả rất là minh bạch cho những cái việc làm mà hai bên đã và đang thực hiện. Xin được nhắc lại ở đây nãy giờ thì mình nói về viện trưởng viện kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, thanh Việt xin được tóm tắt về cái nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân để mình hiểu rõ ràng cái việc này nó có một cái tầm ảnh hưởng như thế nào đến trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì kính thưa quý vị, một trong những cái chức năng của họ đó là kiểm soát hoạt động tư pháp điều 4 và điều 3 là thực hiện à, cái quyền công tố. Đây là hai cái điều hết sức quan trọng và có ảnh hưởng đến những cái lá đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Vì tại sao? Vì viện kiểm soát này nhiệm vụ của họ là bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành một cách nghiêm chỉnh dựa theo điều 2 nha quý vị. Trong đó, cái việc mà thanh việc gạch màu vàng đó là việc tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đây là một trong những cái điều và là những cái nhiệm vụ chính của viện kiểm soát nhân dân và đó là những cái vấn đề mà đang được cộng đồng mạng quan tâm tại sao những cái lá đơn của rất là nhiều tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng nó lại được chưa được giải quyết thì đây khi mà có viện à, trưởng viện kiểm soát nhân dân mới à, về thì chúng ta thấy có một cái sự tiến triển về cái việc mà giải quyết tố giác và tin báo tội phạm cái vấn đề thứ hai nữa là sau khi mà có những cái kết luận khởi tố thì bên viện kiểm soát phải thực thi những cái vấn đề bắt giữ tạm giam tạm giữ thi hành án phạt tù à, chế độ tạm giữ tạm giam nó được à, à, phân minh à, và có những cái à, à, vấn đề phải được tôn trọng và bảo vệ nhưng quý vị thì đây là hai cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của viện kiểm soát và nó liên quan trực tiếp đến cái quá trình phát triển của cái việc mà giải quyết đơn tố giác, tố cáo hành vi vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Một cái điểm nữa mà cũng được nhấn mạnh trong cái nhiệm vụ của viện kiểm soát là mọi cái vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp phải được phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm minh. thì chính vì thế mà khi mà chúng ta có được một viện trưởng mới tại Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương có lẽ ông đã có những cái sự thúc đẩy à, bắt đầu cho cái việc mà những cái đơn tố giác cần phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh nhưng quý vị, bao giờ có một cái làn gió mới đến, nó sẽ thay đổi, nó sẽ thúc đẩy à, những cái tiến trình à, điều tra cho các cái lá đơn này mà phải công nhận à, bà Nguyễn Phương Hằng đã sống như thế nào mà lại ăn quá nhiều đơn và đến nỗi mà có lẽ là thanh việt nghĩ bên công an thành phố hồ chí minh cũng sẽ chuyển những cái lá đơn mà họ nhận được sang cho bên tỉnh bình dương lúc trước thì khi mà lá đơn được chuyển tới tỉnh bình dương thì mọi người cũng rất là nghi ngại vì đây được gọi không một cách chính thức là sân nhà của bà nguyễn phương hằng ông huỳnh y dũng tuy nhiên chúng ta có cái quyền hy vọng rằng cái viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương cái vị mới này sẽ công tâm và giải quyết những cái lá đơn à, à, tố giác khi mà nói đến cái lá đơn tố giác thì chúng ta luôn luôn sực nhớ tới cái chuyện mà à, tứ bề thọ địch do bà nguyễn phương hằng đã bắn những cái phát súng hướng về à, nhà báo luật sư hằng Ly chắc quý vị vẫn còn nhớ trước khi bắt đầu cái tiếp tục cái chương trình này thì cho phép Thanh Việt xin được uống một chút tí nước nha quý vị. Và trong thời gian này, quý vị nào chưa bấm nút like cho video ngày hôm nay, thì xin quý vị nhớ bấm. Và Thanh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một số cái câu hỏi về Facebook, thì Thanh Việt đang cố gắng chỉnh sửa lại. Có một số quý vị là không vào được có lẽ là mình từ ở YouTube mình đi sang Facebook mình phải đi qua cái website đó quý vị chứ không phải vào thẳng cái 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 app của Facebook. Quý vị có thể đi tìm kiếm là Thanh Việt có dấu nha quý vị, chữ Việt có dấu channel. Thanh Việt sẽ để cái tên đó ở trong cái phần cộng đồng để quý vị có thể tìm kiếm. Một số quý vị thì có đã vào một cách dễ dàng, Thanh Việt cũng đã kết bạn và quý vị nào muốn tham gia vào phía bên đó thì à, quý vị à, nhớ đăng ký cũng như là vào cái trang cộng đồng để biết được một số tin tức hơn trở lại cái chương trình ngày hôm nay sau khi quý vị bấm nút like thì à, thanh việt xin được tiếp tục trình bày những cái lá đơn gọi là tứ bề thọ địch mà lần này những lá đơn này không phải từ bà nguyễn phương hằng bắn về hướng của nhà bảo hằng ni mà là từ các cái vị mà đã bị bà Nguyễn Phương Hằng à, uy hiếp trong những tháng vừa qua đầu tiên phải kể đến trường hợp của phó tổng biên tập tờ báo pháp luật ông Nguyễn Đức Hiển đã có những cái lá đơn à, tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gửi đến cho công an tỉnh Bình Dương vào tháng 10 năm 2021 vừa qua thì à, theo cái lá đơn này nhưng quý vị, ông Nguyễn Đức Hiển đã có những cái đầy đủ những cái tài liệu chứng cứ là từ ngày 19 tháng 6 năm 2021 cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2021. Thật ra nó kết thúc vào ngày 20 tháng 10 là vì lúc đó ông hiển nộp đơn. Chứ còn thật sự sau tháng 10 này cho đến tận ngày hôm nay thì cái tên Nguyễn Đức Hiển nó cũng là một trong những cái tên quá quen thuộc trong cái cửa miệng của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì trong cái giai đoạn Thanh Việt vừa mới nói Trên Youtube, TikTok cũng như là Facebook Bà Nguyễn Phương Hằng Đã cho lan tỏa Như quý vị Những cái từ ngữ nhục mẹ bị đặt Một cách chóng mặt nhất Lan tỏa phát thanh liên tục Gây hoang mang Và bất bình cho dư luận Theo lá đơn của ông Nguyễn Đức Hiển Những cái điều Mà ông Hiển cho rằng Bà Nguyễn Phương Hằng đã vu khống đó là cái mối quan hệ cấu kết à, với đồng bọn như là ông võ hoàng yên nghệ sĩ hoài linh ông thái văn đường và các tổ chức phản động nhằm mục đích vu khống bà nguyễn phương hằng đánh sập trang vov thì ông nguyễn đức hiển nổi lên là vì cái bài phỏng vấn của ông với tờ báo vov à, vào tháng 5 tháng 6 năm 2021 quý vị vẫn còn nhớ khi mà ông nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng cần phải được dừng lại trong cái việc mà nhục mạ người khác trên mạng xã hội vì nó liên quan đến cái vấn đề tự do ngôn luận mà lại đi xúc phạm người khác điều 331. Và ông theo đơn của ông Đức Hiển thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị đặt và loan truyền cho cộng đồng mạng biết rằng ông Hiển đã ăn chặn tiền từ thiện khi sử dụng tài khoản kêu gọi À, à, sự quyên góp ông Hiển đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương và viện kiểm sát nhân dân Bình Dương nên xem xét toàn bộ những cái hồ sơ tài liệu à, từ đó xem có dấu hiệu phạm tội về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân nhưng quý vị rồi nếu mà đúng như vậy thì nên khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Một cái điểm nữa là ông Hiển nhấn mạnh là từ những cái lần livestream như vậy, kính thưa quý vị là bà Nguyễn Phương Hằng đã gây à, một cái chiến tranh tâm lý chia rẽ các tầng lớp nhân dân, tức là giữa giàu và nghèo, quý vị vẫn còn biết những cái chuyện như vậy. Kích động người khác, kích động thì rất là nhiều, phải không quý vị? Kích động thì rất là nhiều. Và có lần bà cũng đã đi kiểm tra À, cái kết quả kích động của mình tại như là tỉnh Thất Bồng Lai hoặc là tại ngay tại khu du lịch Đài Nam. Nó đã ảnh hưởng đến rất là nhiều về tinh thần à, à, của các trẻ em, Thanh Việt cũng đã nói về vấn đề này và sự phát triển uh, của các trẻ em tại Việt Nam trong giai đoạn này. Thưa quý vị, tất cả những điều mà ông Hiển vừa mới nói thì nó liên quan đến cái những cái vi phạm của điều 331 Bộ luật hình sự làm ảnh hưởng xấu đến cho an ninh, à, an toàn và trật tự xã hội. Với cái tội như vậy đó quý vị, thì nó được xét vào khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Nếu mà tòa tìm thấy hành động của bà Nguyễn Phương Hằng là đúng theo đơn à, tố giác. Cái lá đơn thứ hai mà được gọi là tứ bề thọ địch đó là lá đơn của bà Đặng Thị Hằng Ni à, tố giác bà Nguyễn Thị Phương Hằng gửi đến cho cơ quan công an Bình Dương vào tháng 9 năm 2021 những điều mà bà Nguyễn Phương à, bà Đặng Thị Hằng Ni tố giác là à, đã được cơ quan công an điều tra của tỉnh Bình Dương làm việc để thu thập thêm chứng cứ thì trong cái cái um, lá đơn này bà Đặng Thị Hằng Ni tức là nhà báo luật sư Hằng Ni đã cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã vu khống nói bà Hằng Ni là bảo kê bảo vệ cho những cái sai của lãnh đạo nhà nước, tống tiền danh nguyệt. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã không cung cấp bất cứ một cái bằng chứng đóng hoặc mở ngặt hợp pháp nào cho cái hành vi vu khống này, nha quý vị. Dĩ nhiên, thanh việc ở đây phải nhấn mạnh cái chữ là bằng chứng, chứng cứ hợp pháp. Chứ còn mà nếu mà nói bằng chứng thì bà Nguyễn Phương Hằng hay là những người có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều cho rằng chúng ta có thể tìm thấy dễ dàng ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những bằng chứng đó à, đã được cơ quan công an điều tra từ một thời gian lâu rồi và đã kết luận là không có à, đúng và không có hợp pháp. Vì thế, nếu mà dùng những cái chứng cứ à, liên quan đến à, nhà báo Hằng Ni mà lấy được ở trên mạng, thì đó là những chứng cứ không có hợp pháp và không có một cái góc độ đúng về à, pháp lý. Đó là theo điều 156 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, cái tội vu khống. Mức độ phạt là từ 1 năm đến 3 năm. Có có rất là nhiều mức độ. Tuy nhiên, ở đây Thanh Việt lấy cái mức án là 1 tới 3 năm vì cái hành vi vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng là có tổ chức và vi phạm trên hai người. Nhưng quý vị, bà đã vu khống trên hai người. Có tổ chức ở đây là mình tổ chức... Uh, có người trợ giúp đủ mọi à, bước à, và lên có lên chương trình có lên những cái à, à, kịch bản để có thể tấn công và tấn công như thế nào vậy là nó có tổ chức cái tội thứ hai mà nhà báo hằng ni à, tố giác bà nguyễn phương hằng đó là hành vi nhục mẹ tại sao vì bà nguyễn phương hằng đã dùng hình ảnh à, cá nhân của gia đình nhà báo hằng ni để nói lên quan hệ bất chính của nhà báo Hằng Ni đóng ngoặc mở ngoặc à, có hay không có với lời lẽ miệt thị thì nhà báo Hằng Ni đã cho rằng à, những cái lời vu khống không có bằng chứng này của bà Nguyễn Phương Hằng à, đã nhục mạ cái giá trị và danh dự của bà Đặng Thị Hằng Ni. Đây là cái tội dựa theo điều 155 hành vi nhục mạ của Bộ luật Hình sự năm 2015 mức án là từ 3 năm 3 tháng đến 2 năm à, nếu mà vi phạm hai lần và vi phạm hoặc là vi phạm trên hai người Thanh việt sẽ có một cái bản tổng kê cuối cùng với những cái tội danh và những cái điều luật này nha quý vị cái điểm thứ ba mà nhà báo hằng ni à, tố giác đó là hành vi lan tỏa thông tin không trung thực trên mạng xã hội của bà nguyễn phương hằng với một cái số lượng người theo dõi và cái tần số phát có nghĩa là bà phát mỗi ngày hai ngày một lần nó rất là dày đặc để làm chi để đánh vào à, trong cái tâm thức trong cái đầu óc của à, tất cả những người dùng mạng xã hội để từ đó lôi kéo và kích động đám đông thì đây nó gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác đây là dựa theo điều 331 như là thanh việc trình bày với trường hợp của ông nhà báo nguyễn đức hiển à, mức phạt ở đây dĩ nhiên là từ hai năm đến 7 năm cái điểm cuối cùng nữa đó là hành vi đe dọa hành hung à, người tố cáo thì quý vị nhớ rồi à, có lần bà nguyễn phương hằng đã đến tận tòa soạn báo sài gòn giải phóng và đòi gặp mặt nhà báo hằng ni hoặc là bà tuyên bố rằng nếu bất cứ ai kể ngay cả những đứa con của bà trong gia đình đi ra ngoài mà nếu gặp nhà báo hằng ni ở đâu thì gọi điện ngay cho bà và bà tới ngay trong vòng nửa nốt nhạc để có thể tự tay tác vào mặt và đánh à, cho bị thương tích chỉ cần dưới 10% là không bị à, phạt tội hình sự tuy nhiên đây là một cái hành vi đe dọa hành hung người nhưng quý vị mà bà đã không ít là hai lần công khai trên buổi livestream stream còn những lần khác sau cái lá đơn mà Hằng Ni viết vào tháng 9 thì cho tới ngày hôm nay chúng ta có thể phải dùng hai ba bàn tay nhưng quý vị cũng đếm không hết những cái số lần mà bà Nguyễn Phương Hằng à, có cái hành vi đe dọa. Thì với cái tội như thế này đó quý vị, đây là theo điều 133 Bộ luật hình sự năm 2017. Hành vi đe dọa hành hung hoặc là giết người sẽ bị phạt từ 2 năm tới 7 năm khi mà chúng ta thực hiện hành vi đe dọa trên hai người. Đây là toàn bộ cái cái khía cạnh của bà Đặng Thị Hằng Ni khi mà viết đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Nãy giờ chúng ta nói được hai lá đơn rồi. Thì giờ đến lá đơn thứ tư cho nó đủ bốn lá. Bốn lá thì mới nói là tứ bề thọ địch phải không quý vị? Lá đơn thứ ba này liên quan đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Khi mà anh viết lá đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến cho cơ quan công an tỉnh Bình Dương cũng vào tháng 10 năm 2021. Đàm Vĩnh Hưng đã kiện bà Nguyễn Phương Hằng ba tội: tội vu khống, tội làm nhục người khác và tội đưa những cái thông tin à, mang tính cá nhân lên mạng à, máy tính và mạng viễn thông. Để đi sâu vào vấn đề, bà Nguyễn Phương Hằng đã chửi bới xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông à, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ một cách thậm tệ thì đây là tội điều 155 bộ luật hình sự như thanh việc trình bày bên trường hợp của nhà báo Hằng Ni à, khi phạm tội hơn 2 lần hoặc là phạm tội trên 2 người mức án là từ 3 tháng đến 2 năm cái tội thứ hai là tội làm nhục người à, người khác thưa quý vị khi mà bà Nguyễn Phương Hằng đã bị đặt loan truyền cái thông tin sai trái cáo buộc ông Đàm Vĩnh Hưng là ăn chặn tiền từ thiện bỏ túi hơn một nửa Số tiền 96,8 tỷ đồng à, Lừa đảo Cấu kết Mua à, giải thưởng trong cái cuộc thi The Voice Đó là những cái điều mà bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo Thì đây nó rơi vào Cái điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 Nếu mà à, bà Nguyễn Phương Hằng Vu khống những cái tội này Và không đúng Thì bà sẽ bị phạt từ 1 đến 3 năm Nhớ quý vị khi mà vi phạm có tổ chức và hơn hai người thì đúng là bà đã vi phạm hơn hai người. Một cái điểm nữa là bà Nguyễn Phương Hằng đã công khai các thông tin bí mật đời tư, chuyện tình cảm, cuộc sống riêng tư và cả số tiền trong tài khoản ngân hàng mà bà có được từ những giấc mơ à, với mục đích là miệt thị à, tất cả các anh chị em nghệ sĩ, dẫn dắt dư luận thì theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng các cái buổi livestream từ ngày 8 tháng 8, 14 tháng 8, 24 tháng 8, 26 tháng 8 và 28 tháng 8 tất cả đều vào cái cái tháng 8 năm 2021 nha quý vị. Đó là những cái thời gian mà bà Nguyễn Phương Hằng tấn công à ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mạnh nhất. Thì đây là dựa trên cái điều 288 Bộ luật hình sự về cái việc đưa thông tin cá nhân trái phép trên mạng xã hội. Với cái tội như thế này là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm dựa theo khung hình thứ hai. Nhưng quý vị, chúng ta đã nói đủ ba bên, vậy còn một bên nữa, một bên nữa là từ ca sĩ Vi Oanh. kính thưa quý vị, tên thật của ca sĩ Vi Oanh là Nguyễn Thị Mỹ Oanh. À, bà Nguyễn Thị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh đã viết đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gửi đi rất là nhiều nơi. Nhưng quý vị, trong đó có đến bộ công an, rồi công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh và theo sự tiên đoán của thanh việt thì có lẽ cuối cùng cái đơn của mỹ uh, của ca sĩ vi 1 cũng đề cũng sẽ được chuyển từ ở quận 3 về tới thành phố uh, về tới bên của bình dương Nhân quý vị thì uh, ca sĩ vi 1 đã uh, nộp đơn trực tiếp tố cáo bà nguyễn phương hằng theo những cái hành vi sau đây thứ nhất hành vi làm nhục người khác cái chuyện mà làm nhục vi 1 đó quý vị thì chúng ta quá dễ hiểu À, chúng ta đã biết được rất là nhiều bài chửi bới, lăng mẹ từ người lớn tuổi đến đứa mà vừa mới ra đời, đứa con của Vi Oanh. Đứa bé vừa mới lên 6 tuổi cũng đã bị gắn ghép những cái hình ảnh của những người mà chưa bao giờ quen biết để bôi nhọ và miệt thị danh dự của những cái đứa bé đó mà chúng không có sức kháng cự. Dùng những hình ảnh mà những hoặc là những cái tin tức mà không có bằng chứng hoặc là có cái nguồn hợp pháp để bình luận phê, phê tích, uh, phân tích và phê phán. Quý vị vẫn còn nhớ trong một cái buổi livestream có bà Nguyễn Phương Hằng, Đặng uh, Anh Quân uh, và một ông luật sư nữa đó nha quý vị. Thì ba người ngồi đã cười ha hả khi mà bà Hằng rồi đến ông, tiếng uh, ông giảng sư Quân bình luận chi tiết phân tích những trường hợp mà ca sĩ Vi Anh đã vi phạm trong việc để mướn để thuê mặc dù trong tay họ không liệt kê được bất cứ một cái tài liệu nào ngoại trừ nói rằng ở trên mạng à, nha quý vị thì đây dựa vào bộ luật hình sự năm 2015 điều 155 mức án phạt là từ 3 tháng đến 2 năm nha quý vị khi mà à, cái người đó vi phạm trên hai lần hoặc là trên hai người cái hành vi nữa là hành vi vu khống, vấn đề để thuê cho người mà không phải là chồng hiện tại. Cặp kè với đại gia, cặp kè với đại gia cũng là chuyện bình thường. Đó là cái quyền của họ. Tuy nhiên những cái vấn đề mà để thuê, để mướn, không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói của một người khác, thì cái đó không được công nhận là bằng chứng hợp pháp. Nhưng quý vị, thì không biết bà Hằng còn có những bằng chứng gì À, ngoài những cái bằng chứng mà những người khác nói trên mạng xã hội đây là điều 156 bộ luật hình sự mức án là từ 1 đến 3 năm hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước à, lợi ích cá nhân và tổ chức và khi mà bà Nguyễn Phương Hằng liên tục dùng mạng xã hội để livestream lan tả những cái tin mà sai sự thật tung số điện thoại À, của ca sĩ Vi Oanh lên trên mạng à, rất là nhiều. Thì đây là vướng theo cái điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2017, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, bị phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Như vậy là chúng ta vừa mới xem bốn người à, tứ bề thọ địch bà Nguyễn Phương Hằng. À, từ trước đến giờ bà Nguyễn Phương Hằng chuyên môn tứ bề thọ địch người ta. Thì bây giờ À, vị trí đã được đổi lại cái cuộc chơi thì chơi ở một vị trí hoài nó cũng chán nên à, những người bị bà Nguyễn Phương Hằng đã tấn công trong năm 2021 Đây là cái cơ hội họ đã phản biện lại và tấn công ngược lại thì giờ này bà đang bị tứ bề thọ địch với những cái vi phạm về bộ luật hình sự nếu mà chúng ta tóm tắt lại những cái lá đơn đó, thanh việt xin được à, chia sẻ trên một cái bảng như thế này cho nó dễ hiểu. thì ở cái cột đầu tiên đó quý vị đó là bốn à, cái người thanh việt vừa mới trình bày gồm nguyễn đức hiển, đặng thị Hàng ni, đàm vĩnh hưng và vi Oanh. ở những cái cột còn lại thì là những cái điều à, luật mà đã bà nguyễn phương hằng đã vi phạm và À, có đi kèm nếu mà bị phạm tội thì bao nhiêu năm tù thì như chúng ta thấy điều 331 bộ luật hình sự hầu như tất cả à, 3 trong 4 đều tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đã vi phạm điều 331 với cái lý, sự vi phạm này dẫn đến mức án là từ 2 năm đến 7 năm nhưng quý vị vi phạm về điều luật 133 bộ luật hình sự thì có bên à, bà Đặng Thị Hằng Ni. Cái vi phạm này, cũng nếu mà à, phạm, thì sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Điều 155 và Điều 156 thì hình như có hết tất cả ngoại trừ trường hợp của Nguyễn Đức Hiển. Với cái tội danh như thế này là vu khống và nhục mẹ đó quý vị, thì nó sẽ là từ 3 tháng đến 2 năm cho trường hợp Điều 155. Và Điều 156 là từ 1 năm đến 3 năm điều 288 bộ luật hình sự năm 2015 nói về trường hợp mà dùng chia sẻ những cái tin tức cá nhân lên trên mạng xã hội à, đây là nếu mà vi phạm sẽ làm 6 tháng tới 3 năm vậy khi mà chúng ta tổng kết lại toàn bộ đó quý vị à, à, ví dụ trường hợp này thì thân việc xin được trình bày nó như thế này ví dụ Nguyễn Đức Hiển và trong trường hợp của Nguyễn Đức Hiển và trường hợp của Đặng Thị Hằng Ni, tòa tuyên bố là bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội thì theo điều 331 thì ở đây không thể nào cộng cùng một tội nhân quý vị, chỉ có khác là khác người mà bị gọi là tấn công đó quý vị. Thì như vậy chỉ có lấy theo khung hình một lần là thôi chứ không có cộng lại được. Vì thế điều 331 là từ 2 năm đến 7 năm. Tương tự những trường hợp còn lại, nhất là điều 155 và 156 thì hình như đã là chiếm 75% trong các lá đơn kiện. Thì cái hình phạt ở đây là 3 tháng 2 năm cho 155 và 1 năm đến 3 năm cho điều 156. Khi mà chúng ta cộng lại hết tất cả đó thì Thanh Việt sẽ chia sẻ ở trước khi chấm dứt chương trình. Quý vị cũng có thể tính nhẩm được ở trong đầu rồi. Tuy nhiên điều ở đây chúng Thanh Việt cũng nói rằng đối với cái điểm chung của cái vấn đề kiện tục ở đây là quý vị đó là à, một cái sự thiếu hiểu biết của cái người à, mà bị các anh chị em à, làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đó quý vị một con người mà văn minh đó vị sống trong một thế giới văn minh thì mình phải tôn trọng nhau và tôn trọng pháp luật sẽ không có cái chuyện mà giải quyết pháp luật tại thời điểm hiện đại như thế này bằng cách là lên mạng xã hội sỉ nhục nhau cãi nhau, nhưng quý vị đó là một điều không chấp nhận được trong một xã hội văn minh mà chúng ta lại đang dùng những cái kỹ thuật văn minh và tiến bộ của thế giới đó là youtube và facebook cũng như những cái chiếc điện thoại uh, smartphone tôn trọng nhau thì không bao giờ dùng lời qua tiếng lại để dẫn đến xô sát mà tôn trọng nhau thì chúng ta phải có những điều phải tôn trọng pháp luật và muốn giải quyết những cái à, vấn đề mà nó không cùng đồng quan điểm là chỉ có tòa án và à, bên cơ quan công an phải không quý vị chứ không phải tự ý đem nhau lên trên mạng những cái trường hợp à, như thế này đã xảy ra trong quá khứ và xảy ra rất là lâu tuy nhiên ở những cái thời điểm đó chúng ta chưa có cái smartphone chưa có hệ thống Facebook hay YouTube, chúng ta không có livestream những cảnh đánh lộn những cảnh chửi nhau. À, à, chứ cái chuyện này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và bây giờ với cái sự hiện diện của Facebook, YouTube, TikTok thì những cái người mà trong quá khứ đã quen với những cái chuyện cãi nhau, thiếu tôn trọng dùng những cái lời ăn tiếng nói mà họ cho rằng thô nhưng mà đầy đủ ý nghĩa thì không chấp nhận được. Hai trường hợp đó phải phân biệt hoàn toàn khác nhau. Nhưng quý vị, chứ không phải là vì anh chính nghĩa, anh cho là anh chính nghĩa nên anh có quyền dùng những danh từ thô tục. Điều đó không chấp nhận được. Không thể nào miệt thị nhau và cho rằng mình có quyền miệt thị những cái kẻ mà phạm tội. Những cái kẻ phạm tội, họ vẫn có một cái quyền con người và họ sẽ bị được xét xử một cách phân minh, theo trình tự và có sự giúp đỡ của luật sư để họ có quyền nói chứ không phải là bịt miệng họ không phải như là cái việc đấu tố bà nguyễn phương hằng đã lầm lẫn cái việc ra tòa và việc đấu tố đấu tố là, là mình không cho cái người mình đi tố giác có cái quyền nói có cái quyền bảo vệ cho chính họ nhưng quý vị mình chỉ luận tội thôi luận tội và có khi không cần bằng chứng còn một phiên tòa ở một đất nước văn minh hiện đại như chúng ta thì phải có một cái uh, hành lang pháp lý theo từng bước một. chúng ta không thể nào bù loa lên la làng lên trong những cái phiên tòa như vậy như bà đã nói ở trên mạng xã hội. tương tự uh, song song đó đây là cái vấn đề mà nếu mà chúng ta tôn trọng pháp luật thì chúng ta phải chấp hành các yêu cầu của cơ quan tố tụng đây là trường hợp mà bà nguyễn phương hằng hầu như là không có kiến thức về vấn đề này bên một ví dụ thanh việc kể đây là trường hợp bên của công an huyện tánh linh bình thuận đang xem xét giải quyết những cái lá đơn tố cáo ông võ hoàng yên làm chết người thì hãy để cho à, cái vấn đề xem xét giải quyết đó nó xảy ra một cách công bằng chứ không phải lên trên mạng gây sức ép gián tiếp đến với cơ quan công an điều tra bằng cách nói rằng nếu mà không giải quyết được thì tôi sẽ ra đến trung ương, tôi sẽ kêu gọi kích động người dân nhiều hơn nữa. Như vậy là không chấp nhận được nha quý vị, không chấp nhận được. Vì những cái điều này nó đã xảy ra một thời gian rất là dài. 10 tháng hơn rồi. Và với cái sự gọi là bổ sung nhân sự mới tại Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Chúng ta đều có quyền hy vọng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền nên xử lý một cách nhanh chóng, triệt để những cái lá đơn tố giác đó. Lý do là vì sao, kính thưa quý vị là để cho thanh việt được mở hoạt đóng ngoặc những cái baby trong tương lai à, không còn tái tạo lại cái hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng, không tái tạo lại những cái cảnh đấu tố mà không cho người bị đấu tố cái quyền nói vì càng nói càng phản biện thì càng bị tấn công một cách mạnh bạo và bị à, đi tìm những cái bí mật trong cuộc sống để cá nhân để tung lên trên mạng xã hội và cho mọi người biết thì cái điều đó là không chấp nhận được cho dù ngay cả những kẻ giết người họ vẫn có cứ quyền được làm con người. Tức là họ vẫn có được người luật sư, vẫn có được quyền nói. Chứ không phải kẻ giết người, mạng đền mạng và giết ngay tại đó, không cần phải ra viên tòa. Những cái chuyện mà bà Nguyễn Phương Hằng đang làm, nó đi ngược theo thời gian. Nhưng quý vị, mà cái điều duy nhất ở đây, ngộ nghĩnh ở đây, là cái việc làm của bà, nó tay trái và tay phải, nó không có đồng bộ và nó chửi nhau cái cái tay trái thì bà đi ngược thời gian trở về những cái năm xưa xưa nào đó dùng những cái phương pháp mà thế giới đã không chấp nhận đó là đấu tố tay phải của bà thì bà sử dụng những công cụ hiện đại nhất tân tiến nhất đó, để tôn vinh những cái câu chuyện mà người ta ghét bỏ và không muốn đưa lên à, thực hiện trên mạng xã hội hay là ngoài cuộc sống. Đó là đấu tố. Đó là cái sự mà rất là tức cười à, về cái chuyện mà cho rằng mình đang đi trên con đường à, pháp lý một cách vững mạnh. Tuy nhiên, nếu mà bà vẫn tiếp tục như thế này, khi mà ra tòa, thì cái sự mà thua cuộc đã nắm chắc trước khi mà tòa bước vào. Trước khi kết thúc chương trình, Thanh Việt xin được tổng cái mức án dựa trên tất cả những cái vi phạm ở bên trên hồi nãy Thanh Việt có nói rằng nếu mà cùng một tội mà được à, mà đã xảy ra với trên hai người thì cái khung hình tội đó không có cộng lại nhưng mà nếu một người mà phạm nhiều điều nhưng quý vị thì các cái sai phạm đó được cộng lại vì thế, khi mà Thanh Việt cộng những cái tội, những cái uh, uh, kết án Từ điều 331 tới điều 133, điều 155, 156 và 288 Khi mà cộng lại tất cả những cái cái năm đó đó quý vị Thì bà Nguyễn Phương Hằng có thể vào tù từ 6 năm đến 22 năm Nha quý vị, từ 6 năm đến 22 năm Tùy theo cái mức độ vi phạm mà chánh án à, thẩm phán sẽ đưa ra những cái quyết định sau cùng sau khi mà à, tìm được cái giải pháp là có tội hay vô tội à, cho bà Nguyễn Phương Hằng dựa trên những điều này hy vọng rằng với sự bổ sung kịp thời à, trước khi Tết đến của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Đức Xuân vào cái vị trí Viện trưởng sẽ là một cái làn gió mới, một cái sức sống mới thổi vào những cái lá đơn thư kiện để đưa đến cái việc giải quyết cái vấn đề tệ nạn, vấn nạn gây ra bởi tội đồ văn hóa năm 2021 và hiện nay cái bước đi đầu tiên mặc dù chậm nhưng mà chắc đó là các vị như là Đức Hiển Hàng Ni, Đàm Vĩnh Hưng và có thể cùng một số anh chị em nghệ sĩ khác cái đơn của họ à, đã được điều tra tại bình dương và họ cũng đã được mời à, lên công an tỉnh bình dương lần lượt cùng với bà nguyễn phương hằng để có thêm những cái tài liệu chứng cứ trước khi mà quyết định khởi tố bà nguyễn phương hằng theo từng tội danh nêu trên và chúng ta cũng không đi theo con đường của bà Nguyễn Phương Hằng. À, lý do khi mà bà Nguyễn Phương Hằng nếu bị kêu án theo từng tội như thế này, nhưng quý vị, thì những người được cho là đồng phạm của bà cũng sẽ bị đưa ra xét xử. Đồng phạm ở đây là gì? Đồng phạm ở đây là bao gồm những người trong nhóm múa của bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị vẫn còn nhớ những người trong nhóm múa của bà Nguyễn Phương Hằng? và những người được gọi là cánh tay mặt hay là cánh tay trái của bà Nguyễn Phương Hằng cùng bà Nguyễn Phương Hằng lên trên mạng livestream và chửi thuê cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì những người đó là những người đồng phạm và sẽ bị xem xét cái tội tình để đưa ra những cái án phạt hình sự chứ không phải là không. Về cái phần mà kêu án từ 6 năm đến 22 năm ở đây Thanh Việt xin được mở ngoặt đây là tổng số năm cộng lại nếu bà hằng phạm hết tất cả những cái tội mà thanh việt nêu ở bên trên là điều 331, 133, 155, 156 và 288. Cái cơ hội cho bà Nguyễn Phương Hằng không phạm những cái tội nêu ở bên trên thì rất là ít. Bằng chứng lúc trước trong những trường hợp khác thì khó tìm kiếm. Nhưng bằng chứng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thì tìm quá dễ nó còn nằm sờ sờ ở trên mạng kính thưa quý vị mà cho dù ngay bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng có đem đi xóa hết toàn bộ thì nó vẫn còn à, nằm đâu đó trong cái mạng của YouTube. Và dĩ nhiên là bà Nguyễn Phương Hằng có những cái vệ tinh, những vệ tinh này đang phát đi phát lại những cái chương trình à, của bà Nguyễn Phương Hằng 24 trên 24 và nó tạo nên À, đây là một cái phương pháp truyền thông khá là đặc biệt khi mà có những cái vệ tinh để họ phát đi, phát lại, đi vào trong cái à, cái sự suy nghĩ của những người dân dùng mạng Internet. Thanh Việt xin được chấm dứt chương trình ở đây. À, chương trình Thanh Việt Phóng Sự tập thứ 100. Và đây là một cái chương trình cho chúng ta những cái tia à, hy vọng trong lúc mà chúng ta đang hoang mang là không biết khi nào bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị xét xử thì ngày hôm nay đây là lần đầu tiên Thanh Việt chia sẻ với quý vị một cái tin vui về cái câu hỏi mà quý vị bao giờ cũng hỏi không những trong chương trình của Thanh Việt mà Thanh Việt nghĩ là khắp nơi trên cộng đồng mạng khi nào bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị xét xử à, về những cái tội nêu ở bên trên các cái điều trong Bộ luật Hình sự 331, 133, 155, 156 và 288. Thì chúng ta hãy trông chờ vào những cái bước kế tiếp của bên Công an tỉnh Bình Dương cũng như Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thanh Việt xin được dừng ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị nhớ bấm nút like trước khi thoát ra khỏi chương trình. Thanh Việt xin được cảm ơn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại. I love you all.